Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ quay trở lại chế độ workshop AI nha anh em ơi. Đây là một map workshop mà một anh em trong group đã nhắn tin riêng cho mình, kêu đây là một map workshop AI mà ác mộng anh em ạ. Không biết em nó sẽ ác mộng như thế nào. Mình vô mình trải nghiệm thử. Thì anh em có thể thấy là mới vào thì anh em có thể thấy một cái trường kiếm để ở giữa map. Cái này như kiểu lăng mộ anh em nhỉ. Đấy rồi, bắt đầu vào round 1 rồi. Thì cái này vẫn như kiểu luật chơi của cái map AI lần trước, nhưng mà lần này chúng ta sẽ gọi là tích nhiều điểm hơn để chúng ta mua những cái vật phẩm hỗ trợ item. Ô, và chúng ta được free vũ khí nha anh em. Ui ôi, đâu gia đình bệnh nhiều quá thế. Rồi, mới vào đình bệnh nhà cái này coi. Ôi cái gì đấy. Ôi mấy súng ở đâu ra vậy. Ôi thôi mình súng phải bắn đau ấy nhở. Ôi 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 ôi, địch mình mấy thằng súng lại bắn đau vách trưởng anh em ạ. Đấy ơi, thì như anh em bảo cái crit cộng cộng này là crit sẽ được lên máu. Cuối cùng mới hiểu cái crit cộng cộng này là gì rồi. Quái đông lắm anh em ạ. Nhưng mà vẫn chưa có gì gọi là ác mộng cả. Nó vẫn quá là dễ đối với mình luôn. Đây thì khó hơn nha. Ôi ôi ôi. Ôi giời ơi, toàn mấy cái con gái quái nhói nhép này. Vâng, hiện tại bình đam của mình đang là 200 rồi. Là đam to nhất 200. Đam bình thường là 140 hoặc 145. Ôi trời ơi, holy shot gần đấy. Không đùa đâu mấy anh trai ạ. À, có bắt đầu có boss đấy các bạn. À, boss cung trâu, boss cung trâu, boss cung trâu. Ui, bắn có vài cái ngõm rồi này. Ui, cái gì hết rồi, hết rồi, hết rồi. Ôi dồi ôi, hiệu ứng không tới anh boss ơi, em ở xa lắm. Vâng, con khỉ một thời từng làm mưa làm gió, bây giờ vào đây chỉ được gọi là múa may quay cuồng thôi à. Quá yếu. Mua đồ, mua đồ. Ui, nhiều điểm lắm anh em ơi, nhiều điểm lắm. Trời, 22k điểm. Mua hết. Ui, mình mua 14 hồi máu rồi, bây giờ mình máu 700 máu rồi anh em ạ. Ơi, cái gì đấy? Ờ, mình sắp bình tiếp anh em ơi. Ồ, đây sẽ là một big update của mình đấy. AK-14. Sao như nó cho nhiều điểm ấy nhở? Có thật sự đây là map AI ác mộng không vậy? Hay là map AI siêu dễ vậy? Wow, cái trường kiếm thì bây giờ nó đã màu mè hơn rất là nhiều rồi. Ôi ôi. Ô, nhấn phím E gì này. Ôi giời ơi, có mấy con quái con. Bây giờ anh em đã biết mình bao nhiêu AK chưa? Mình 16 AK. Vâng, lượng đam bắn rất là khủng khiếp rồi. Bắn toàn 10k rồi. Bắn thốn chưa, bắn thốn chưa, bắn thốn chưa, bắn thốn chưa. Trải dăm ba cái con quái này. Làm sao làm gì được mình. Quá dễ đối với rùa luôn. Trời, crit hai mấy k luôn kìa. Vâng, từ con số 100 mấy chục ban đầu thì bây giờ con số của mình đã quá là hủy diệt rồi. Úi giời ơi. Đây cái gì map khó hơn đi ạ. Map hơi dễ rồi đó. Tận 1000 máu ở này cơ mà. Chết thế nào được. Ôi không đủ điểm kìa. Ôi không nhấn được nữa. Ôi ăn không được cái này này.
như kiểu kích hoạt cơ quan anh em ạ. Và cái trường kiếm này sẽ rớt xuống à? Vì vậy cái trường kiếm này rớt xuống thì nó lại hơi ngầu nha. Workshop mà làm được hiệu ứng như vậy thì quá đỉnh. À, mở này. Úi giời, mấy quái con này đơn giản. Cái gì đây, cái gì đây, cái gì đây, cái gì đây? Sao giờ lại có mấy con boss của bắp này xuất hiện nhỉ? Mấy con boss của bắp này yên tâm, dễ với mình mà. Cái gì, sao nghe nhiều tiếng con boss vậy? Ôi, cái gì đây? Ôi, bao nhiêu con trao vậy? Ô mày chuối 2468. Ấy, từ mình đây ơi, sợ lâu. Ôi, cái máu mình, cái máu, ôi, máu tuột kìa ơi. Xách máy bỏ chạy em ơi, máu tuột ghê quá. Bao nhiêu con trao vậy? Ôi, chạy á, đau quá. Hai, bốn, sáu, ui, phải ít nhất 10 con trao ấy. À! Cái gì vậy? Thả đi, ôi, để thui. Không sao, còn 8 con thôi. Ôi, đen thui rồi bà con ơi. Làm sao? Con đi ạ. Trời, dăm ba con trao này. Nhân. Trời, đây có cái hòm này. Ủa, cái hòm này là cái gì vậy? Ôi giời, tưởng cái nào, có vẻ con treo. Cũng là dễ thôi nhá. Ồ, lúc mình cái lên mình bắn này ngon nhỉ. Đường này đường cũ anh em ạ. Ôi sao mình cần chiến chém nhanh như thế? Ồ, đường hầm của mình đã được mở. Ấy, cái gì đây? Vãi cả nội, ôi rồi. 100 mấy chục k, mấy con này là con bò à? Nó trâu quá anh em ơi. Mấy con này con bò rồi anh em ạ. Ôi. Maria ô ra qua đồng thế. Hãy đỡ. Trời ơi, ba que của ta. Ôi, mình thấy mấy con bắn súng này, mấy con này mấy con khó chịu anh em ạ. Cứ đứng gần nó rỉa máu rồi, 900 mấy chục máu rỉa còn có 200 máu rồi. Cảm giác mấy con bắn súng nó cũng bắn đau hơn cả mấy con boss nữa. Ôi, Maria, mình nhiều điểm lắm rồi anh em ạ. Mua mắc rồi. Mình full rồi anh em ạ. Bắn mấy con Maria này không có trừ trừ ấy này.
chú quái này. Nhưng mấy con Maria này kiểu bắn để lên điểm thôi anh em ạ. Rồi mình test lại coi. Ờ bắn mấy con Maria này không có lên điểm anh em ạ. Wow, cái mắt nhìn nó cũng hùng vĩ nhờ anh em nhờ. Một cái mộ rất to ở giữa trung tâm cái map nha. Có phải đây là lấy ý tưởng từ Tần Tiểu Hoàng không ta? Nhưng mà đâu có đội quân đất lung đất lủng gì đâu. Hay là mấy con quái AI sẽ là đội quân đất lung nhỉ anh em nhỉ? Ờ, có vẻ vậy anh em ạ. Từ từ mình lên đây coi. Ôi, thế xong rồi. Mấy con quái con này đâu ra nhiều ấy nhở. Từ mình đi mình khám phá hết cái. Đây là chỗ nào đây? Ồ, đây là một cây rất là cao nhá. Ta coi để chưa lá này là không nhảy tới anh em ạ. Ê, chỗ này không đi được anh em ơi. Trời, bắn chức năng đặc biệt làm gì, chức năng đặc biệt đâu có tăng đam đâu. Thêm lắc máy ra. Chức năng đặc biệt không có tăng đam nha anh em. À, không có đi được à. Chạy thôi. Trời ơi. Mình đã kích hoạt gọi là cạm bẫy lên rồi anh em ơi. Ôi đông. Lấy mình thấy con ngu ma vương anh em ạ. Quá nhiều vãi trưởng. Uầy. Uầy, bắn anh em phải thấy là mình bắn lượng đam khủng khiếp vãi lìn này. Toàn 5k đến 10.000 k không. Nhiều tiếp phiến vãi trưởng. Ôi, tôi xong. À, đắt lỗi thế. Vâng, anh Ngô Ba Vương rất là đề nghị biết quay trong chóng tre nhá. Quay lên trên trời luôn ạ. Ảo ra đấy. Còn 40 là con quái nữa lận. Trốn thế này mày.
góc này. Nó nhiều phân thân quá. Ba mươi chín con nữa à? Nhiều thế. Để ra mình bắn Maria này, có xem phải mấy con Maria này là. Nó không có trừ số lượng quái xuống. Cái Maria này không phải rồi. Thế 37 con còn lại ở đâu nhỉ? Ảo thế. Ô, mình có step mới anh em ơi. Nào, có gì khó đâu thì cứ ra đây đi nào. Lấy giờ toàn thấy mấy con quái con này. Ôi chết rồi, mấy thằng bắn súng này thì thôi rồi này. Ủa như trâu vãi trưởng em ơi. Ủa này, ôi máu bệnh tụt máu tụt cái vãi rồi xong rồi. Vãi đạn thể mấy con bắn súng này mình cảm giác luôn. Nguy hiểm mấy con boss đấy. Chạy. Ôi. Ôi mấy boss này. Mấy con này nguy hiểm vãi lìn đấy. 77 con. Trời ơi, ôi nó đông ạ. Anh em đâu, còn mình 1000 máu nó bắn mấy phát còn có mấy chục máu à. À mấy trăm máu à. Bắn ác liệt thật. Ê, đứng gần cái bắn gần đi ạ. Hãy đỡ cánh ba que của ta. Trời ơi, mấy quái linh này các bạn người quái thường vậy. Đam dẹt chói bắn mãi không xin nhê. Ảo thật đấy, đầu game nó có mấy chục máu anh em. Sao bây giờ nó toàn triệu máu rồi này. Ảo ma thật đấy. Ừ mấy con cương thi này thì mình không sợ. Mấy con cương thi này gom này một phát cho nó cái ba que này nó đi mà. Có bắn được mấy con này không vậy? Không thấy thanh máu anh em ạ. Ô, boss này ơi. Lấy là bắn tầm mấy cái con ạ. Cái gì đấy, sao kia, ôi lại mấy con boss bắn. Lại mấy con quái bắn súng này. Né thôi anh em ơi, mấy con bắn súng này bắn nó đau lắm. Ôi, thế xong rồi, sao đông như quái bắn súng ấy. Ôi máu tuột kìa. Cái định mệnh mình thề cái con quay bắn súng này nó khó chịu hơn con boss á. Nó trâu nữa chứ. Trời đất. Cái gì vậy?
Mày 1 triệu máu một con à? Ôi thì mày có 2 con rồi mà nó rỉa máu mình kìa anh em. Nó rỉa toàn số trăm trở lên không ạ. Trời. Ôi nó rỉa máu khiếp quá. Trời ơi bắn như cái ngứa này. Rồi cuối cùng cũng xong được mấy con quái con rồi. Sỏi mấy con boss này thì nó quá là ngu luôn anh em ạ. Và boss này nhảy như mấy thằng tác động thôi, không có tác dụng gì đâu. Ôi lại mấy bắn súng nào em chịu bệnh đấy. Sợ mấy bắn súng phải vãi lìn nữa. Nó gần áp sát cái là nó thụt cho mấy cái gần chết rồi. Anh em nhìn mình 1000 máu nhá. Còn áp sát mình cái thì mình đi luôn đấy. Ê em thấy không? Mất 200 máu luôn. Trời ơi máu lên tầm mười mấy k. Một viên cũng phải tầm hơn mấy trăm k máu. Ôi đừng bắn em nữa, em biết đau rồi, mình ơi. Trời ơi, bắn đau quá. Ây da, nó thục. Nó có boss để bắn tí đi. Boss cảm giác yếu hơn cả cái mấy con súng nữa. Ôi lại mình bắn súng nè. Định bệnh nó bắn súng lại spawn đây. Rồi xong rồi. Mình phải dụ nó xuống đây mới được. Đồng thế. Mình mắc đẻ rồi nhưng mình không mua được gì đâu nhé anh em. Trời ơi. Xong rồi, mày bắn súng của cỏ này. Ấy, đâu bắn súng thế? Kiểu bắn súng nó cũng đi một đoàn với nhau thì mày nó đi cứ tẻ này thì mình không biết là nút nó đi lúc nào. Rồi né, phải né. Phải né, một viên 100 máu ạ. Vãi cả trưởng. Rồi ok, đã vào vị trí thành công. Mấy lì bắn súng này. Rồi làm sao. Ui nó chuẩn bị spawn tiếp anh em ơi, nó chuẩn bị spawn lại tiếp rồi. Ôi. Mấy con boss này thì bắn nhanh không mà. Ôi quái lại xuất hiện rồi. Ôi mày bắn súng này mình phải dụ nó xuống không? Tí mình lại phải chạy lên anh em ạ. Cái gì đây? Rồi dụ bọn nó vào góc này cái mình chạy lên mình hy sinh một mạng luôn anh em ơi. Chạy lên được không? Không chạy lên được. Trời ơi, nó bao vây. Khó này thì hơi khó rồi đấy. Chạy. Ủa, cứ đi ngang với bắn súng là bắn cho phát 100 máu ạ. Ui, còn 400 máu. Được, pha này mình... Né được rồi. Đấy, chỉ cần cho cái bọn bắn súng nó bu lại cái là mình chạy được. Mà nhớ mất hơi nhiều mạng đấy. Mấy con boss này thì easy thôi.
Rồi. Vào form rồi đấy, vào form rồi đấy. Trời ơi, cái thằng kia mới vào nó bị chết hoài luôn anh em ơi. Có người bắn cùng thì mình thấy nó đỡ nhiều, nhưng mà một mình đi đúng là nó hơi cá đuối đấy. Rồi. À, mấy con lìn này. À, thấy thách máu của nó này. Bây giờ mới bắn được nó. Trời ơi, chuẩn bị win rồi. Game khó đi à. Này, chúng tôi thấy hơi dễ nhỉ? Chỉ có như vậy thôi à? Chỉ có như vậy thôi sao? Quá là dễ. Chiến thắng đã đợi mình tới đích rồi em ơi. Yes sir. Win thôi. Sao? Tưởng thế nào? Ai ác mộng? Dễ. Đằng sau đi thì phải gọi easy luôn. Ồ, vẫn còn con nữa à? Ôi trời, còn một con. Đây, để em khuyến mãi em bắn chị luôn đi. Có một con thôi mà. Ôi trời, lên hai con nữa này. Ôi, hai con cũng dễ, không sao. Ôi sao lên ba con rồi. Ôi, ba con vẫn cân được, ba con vẫn cân được. Phần lát à? Né đâu? Ôi ôi, trắng thế, chả nhìn thấy cái gì hết. Cái gì đấy, sao lag vậy? Ôi sao mà nhùi con vậy? Lag. Cái gì đây? Sao mình không di chuyển được này? Sao mình không di chuyển được? Sao nó cứ tự đi vậy? Sao nó cứ tự đi này? Nó địch mạnh nhá ơi. Sao 8 con rồi? Ê! Trời ơi, không di chuyển được. Mười con rồi. Vãi đạn. Chạy. Trời ơi, nó không thể chạy luôn anh em ơi. Không di chuyển được. Cái gì vậy? Cho tao di chuyển đi. Ôi, di chuyển được rồi. Cái gì vậy? Chuyển được chiếc cây đấy nhờ, nó có bị hút vào này. Chạy. Chạy, nó có hút vào. Nó chạy. Tha đi. Địch mạnh. Không chạy được. Tao chạy. Nó hút vào, chạy nó lại hút mình vào ạ. À, nó hút mình vào. Đừng hút tao. Quái đàn thật.
Ok, clip mình đây thôi anh em ơi, thua anh em ơi.